Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn hai mẫu sản phẩm đó là hai bức hoành phi bằng chất liệu gỗ gụ và trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng tâm linh Hôm nay chúng tôi giới thiệu cùng một lúc hai bức hoành phi để cho quý khách tham khảo về thông số kích thước cũng như là về các cái bộ chữ Hán Nôm và đi kèm đó là có các cái phụ đề tiếng Việt ở phía dưới. Thì đầu tiên chúng tôi giới thiệu đó là bức hoành phi chạm ba chữ phụng tổ đường. Ba chữ phụng tổ đường này có ý nghĩa là phụng thờ tổ tiên tông đường ở tại các cái nhà thờ từ đường lớn như nhà thờ họ, thì chúng ta có thể kê các cái bức hoành phi này bên trên và nếu kê ở gia tiên thì chúng ta sẽ chạm đó là phụng gia tiên có các cái bản chữ thì chúng ta có thể thay đổi được và kích thước của bức này là 1m97 chiều rộng 61 chúng tôi làm theo đơn hàng của khách hàng tới từ vạn điểm thường tín Hà Nội quý khách đã đặt hàng online trong suốt thời gian vừa qua hôm nay xong mộc chúng tôi sẽ quay video clip lại một lượt chi tiết tỉ mỉ chúng tôi gửi tới gia đình khách hàng cũng như tới tất cả quý khách hàng đang xem các video clip của chúng tôi. Và bức hoành phi số 2 này, nó là bức hoành phi lồng cuốn thư, cũng được làm bằng chất liệu gỗ gụ và kích thước của bức hoành phi là dài 1m75, chiều rộng 67. Đây là đơn đặt hàng tới từ khách hàng tại Uông Bí, Quảng Ninh. Trong video trước tôi đã giới thiệu đó là một bộ sản phẩm hoành phi câu đối trong video này chúng tôi giới thiệu đó là hai bức hoành phi của hai khách hàng khác nhau và tới từ Hà Nội và Quảng Ninh chúng tôi nhận bàn giao và lắp đặt hàng trên toàn quốc để cho quý khách yên tâm toàn khu vực miền Bắc thì chúng tôi sẽ giao được còn nếu như trong khu vực Việt Nam chúng tôi sẽ gửi xe và đoán ở bến xe An Sương và các cái mẫu hoành phi có rất nhiều kích thước khác nhau tùy theo các cái phòng thờ lớn nhỏ như bức hoành phi phụ tổ đường này chúng tôi làm dài 1m97 và bức hoành phi lồng cuốn thư chúng tôi làm dài 1m75 kích thước nhỏ nhất chúng tôi có thể làm đó là dài 1m27 cho cái phòng thờ nhỏ nhất có thể và nếu như đỉnh chùa thì chúng tôi làm tới 3m 4m toàn bộ các cái tấm ván bên trong chúng tôi đã giới thiệu đó là dày 3 phân liền tấm và các cái chữ nho chữ Hán Nôm được chạm nổi và có các phần phụ đề tiếng Việt. Thì bên cạnh các cái bản phụ đề chúng tôi còn có các cái mẫu chữ là đã xóa phụ đề chỉ để nguyên chữ Hán Nôm theo đúng với lối cổ. Còn có phụ đề là mới đây thì chúng tôi mới làm. Còn trước thì chúng tôi chỉ làm chữ Hán Nôm không có phụ đề. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối Quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 hoặc 0985 226684. Cơ sở đồ gỗ đồ thầy Lanh nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có thể đặt hàng online hoặc quý khách có thể về trực tiếp cơ sở để đặt hàng offline. Đồ gỗ Hiền Lanh luôn nhận đặt hàng 24 trên 24. Và chúng tôi liên tục cập nhật các cái mẫu mã mới nhất để cho quý khách tham khảo. Trong vài ngày sắp tới thì chúng tôi sẽ có bàn giao một bức hoành phi sơn son thép vàng cho khách hàng ở Hà Nội. Anh cũng đã đặt hàng online chúng tôi. Thì quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền lành trên uh, YouTube cũng như là các cái fanpage Facebook, Zalo qua số 0986 để tiện theo dõi nhất. Quý khách sau khi đăng ký kênh thì quý khách sẽ mở nút chuông thông báo để nhận các cái video mới nhất của chúng tôi. Đồ Gỗ Hiền lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các video sản phẩm của chúng tôi hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo xin cảm ơn